Theo anh vậy cây lát đó lúc đầu tiên quay là trên xà lan nó có cây lát hay sao mà bây giờ mình nói cây lát? Cái chỗ là cây lát á là lúc mà kêu bán cái xà lan á là cái ông chủ á, tôi không có trực tiếp nhưng mà nghe ông chủ cái ông mà thợ máy xuống coi á, yeah, là bán cái xà lan là 5.6 tỷ nhưng mà chủ đó là trả 5.5 tỷ nhưng mà chị Hà đòi 5.6 tỷ rồi, nhưng mà nó có cái cây lắp mà nó thường thường á, cây lắp là nó tuôn cái găng. Cái tuôn cái găng á là thành ra cái lắp đó mà không có xài, nếu mà anh tiện lại thì nó cục lại là đâu có gắn vô cái chiến dịch tiêu được. Dạ. Yeah. Cho nên để cái lắp trên đó bỏ là phải buộc mua cái lắp khác. Tại nếu cái ống tiếp ở trong cái máy ở ngoài đuôi tôm á thì anh còn cắt cái ống tiếp được, nhưng mà cái trong cái xà lan á chứ cái ghe máy trong á là không có cắt được. Thì anh nói là cái người tính mua xà lan chị Hà phát hiện có cái lắp ở trên đó. Đúng rồi. Rồi sau khi mà chị Hà chết xuống quay phim là cái lắp nó mắc, phải không? Mắc cái lắp. Đúng rồi, mắc cái lắp. Ừ, anh nói gì cho nó rõ. Mắc cái lắp á. Tôi nói thiệt với anh á, tôi bảo đảm cái bệnh bỏng nó không có thành vấn đề, nhưng mà tôi bảo đảm cái cây lắp mắc đó. Tại vì cái lắp á thường thường tôi làm á là 4 người khiêng còn hẹp thôi, cái lắp 90 rồi inox tôi bảo đảm anh 2.4 đó, 4 người khiêng á, tôi đặt nghe xà lan mà. Dạ. Đó. Rồi điểm thứ hai á là khi á cây lắp gãy của cái xà lan á là phải từ 2.5 mà cái tiếp 90 á là nó khoảng gần 180 kg. Đó. Tôi bảo đảm với anh á là chắc có lẽ là bị niền cái dây đó, nhưng mà cái kỹ nếu mà nó bó chị Hà mà như là cái võng á mà bó buộc cái găng cái đầu bánh tét này không bao giờ chị Hà nổi lên. Dạ. Nó sẽ dìm luôn. Nhưng mà cái là nhờ cái này á là bó mà bó lỏng á, nhưng mà thành ra là móc đó mới nổi chị Hà lên thôi, chứ bảo đảm mà bó như đầu bánh tét là bảo đảm không bao giờ là chị Hà nó lên. Nhưng mà người ta nghĩ là cái vấn đề là tao buộc chị lên là cho dìm dài lắm. Tại vì tôi là lúc trước là tôi có mờ một người là nếu mà có lúc mà chết 11 giờ đêm, nhưng mà tới 9 giờ sáng cái sao mà là bị ốc bu vàng với lại con này con kia nó cắn lỗ mũi với cắn lỗ tai. Còn chị Hà chết 12 ngày mà tại sao mà không có gì mà đụng chạm mắt, tại vì buộc quá kín, đâu có cái mùi hôi hay là cái mùi gì mà để ra đâu mà con này con kia cắn được, mà bọc quá kín rồi. Dạ. Không, em là cộng đồng mạng thiệt, nhưng mà em thấy quá bức xúc luôn á. Tại thấy cái cảnh gì là thấy quá đứt ruột. Thứ nhất, nếu mà giờ hiện tại giờ là mình đi thẳng ra trên đi, cho đúng ra đó, em nói thiệt với anh á, là nếu mà cái người xảy ra tai nạn, một là hai vợ chồng đi chung một xà lan, thì bây giờ phải giữ cái điện thoại của anh Tấn, phải là giữ cái xà lan lại để cho nên để điều tra ra tại sao lý do chị Hà này tài sản chỉ vậy thì sao chỉ tự tử, đúng không? Dạ. Mà chỉ biết lỗi nữa. Thứ hai là tại sao chị Hà, tại sao mà để thả tự nhiên như vậy, nhưng mà có một cái là anh mà giữ cái điện thoại là phải ra liền à. Chẳng cho là cái giữ điện thoại của ảnh là có nhiều người này điện người tới kia, bạn bè hỏi thăm này kia nọ là sẽ giữ đó là phải ra liền à. Tội này sao mà không gài bức xúc dữ dằn lắm anh. Dạ. Không, để em làm đó là nếu mà cái em nói bảo đảm cho anh á, cái cây gốc láp của cái xà lan đó là em cảo lên không á, chứ không bao giờ khiên nổi, chỉ 4-5 người mới khiên nổi. Dạ, đúng rồi. Có thể em làm xà lan rồi đó, em đặt cái máy trong nè, nhưng mà cái là bảo đảm cho anh là cái gốc láp á không phải nói là nếu mà anh neo bằng cái neo là phải có bông dây, còn cái này bảo đảm nhanh luôn. Còn cái bình á, anh hạ xuống 2 cái bình cho 150 anh bè không là nó khoảng là 100 ngoài ký à, 2 cái bình nó khoảng 100 ngoài ký à. Dạ. Tại em làm mấy trong mà khoảng 100 ký à, chứ em bảo đảm nhanh là cây lắp đó gần 200 ký lần, cây lắp 90 mà cây lắp inox á là em cảo bằng cái cảo không có không cầu. Tại từ ở dưới nước là ở trên bờ mà khiêng xuống là ta cảo không à, chứ không có khiêng. Nhưng mà nếu khiêng đó là 4 người mà hẹp á, 4 người khiêng hai đầu là hẹp á. Vậy là nếu mà neo cây lát phải có 3-4 người. Em khẳng định là từ 4 người mới khiêng nổi. Nếu mà neo cây lát 4 người á, khiêng nổi á là vấn đề là trên bờ nha. Dạ. Chứ còn mà nếu mà bảo đảm, nếu mà em bảo đảm là nó niệt cái chị Hà đó là niệt cái từ cái chỗ là niệt cái thả lỏng
thành ra cái lớp nó chiều những dứ là chị Hà đó là cái khoảng là lơ lửng á, là máy móc chị Hà là được thôi, chứ mà nó bó mà kiểu mà tính chính xác mà nó bó thì gan như cái đầu bánh tét là bảo đảm chị Hà không bao giờ kiếm được. Nếu mà không phải cây láp đi, giả sử là mấy cái bình đi cũng mấy người làm mới nổi phải không? Đúng rồi, không, cái bình thì nó nhẹ hơn cây láp anh. Cũng 2-3 người chứ. Đúng rồi, cái bình thì hiện tại cái bình thì 150 anh me thì anh bưng một bình anh được. Nó có 75kg à, cái bình nó có 75kg à, cái bình 150 anh me có 75kg à. Thì cái máy trong đó là có hai cái bình à, hai cái bình 150 là đề 24. Còn hai cái bình xài điện á là nó khác, còn nếu mà hai cái bình nó bảo đảm anh có 75kg à. Là cái bình 150 anh me có 75kg à, 200 anh me. Đúng rồi, bình 200 anh me là 75kg à. Mình xích 60kg rồi mình nhắc lên 75kg bình thường. Dạ. Dạ, bây giờ em bảo đảm anh là cái đó là cái láp á, chứ không phải là cái bình đâu. Vậy là anh tại cái láp inox á là anh hít không bao giờ cái thương cục hít xuống không bao giờ hít được. Cộng đồng mạng thì rất là biết rất quá nhiệt tình. Yeah. Nhưng mà em mới mấy bữa nay em coi, nói chung là cỡ một tháng nay là bữa nào em cũng coi cái clip của anh em để lên coi hàng ngày luôn á. Yeah. 49 ngày hôm qua bữa nay 50 ngày em cũng coi hoài luôn á. Nó có ông sư gì ổng bữa ổng lên ổng nói cái chuyện là chị Hà tới xấu đó em á, thiệt là bữa nay em nhắn tin mà phản hồi cho ổng luôn á. Nói ông khùng, ông giống thầy ông nội quá. Ông gáo uống nhiều vô tao nói chuyện cho nó ấy, em thiệt tao nói em ngộ lắm anh. Chứ anh ơi, hỏi à. Anh ơi cho hỏi cái này. Alo. Anh có đi xà lan hay đi ghe không? Em đã nói em đặt ghe máy trong mà. Anh đặt ghe máy trong mà. Anh có, anh nãy anh tiết lộ là anh có vớt được cái xác này đúng không? Em vớt cái xác là hồi lúc trước á, là chết 11 giờ đêm à. Là 9 giờ sáng ngày sau là chính tay là em bò với bạn bò lên rồi giỡn nhau, nhưng mà ôm lên rồi á là cái lỗ tai với lỗ mũi là bị ốc bù vàng cắn rồi. Có khoảng 11 giờ đêm tới 9 giờ sáng ngày mai á là chưa được 12 tiếng hồ là bị cá nó ghẻ với lại ốc bù vàng nó liếm rồi. Còn cái này chị Hà mà 12 ngày mà lên rồi còn toàn dạng đó mà còn sao mà như vậy đó, phải có vấn đề anh ơi. Bảo đảm anh đó là phải có vấn đề, chứ không phải chị Hà mà chết xuống sông vậy mà mặt mũi còn còn y nguyên vậy. Theo anh vậy đó, chị Hà này chết trên xà lan hay là dưới nước? Cái này á em độ là anh nhìn, anh coi mấy cái clip mà ở trên mà anh em báo á, là quay lại cái rượu đầu tiên á là anh nhìn bên cái ghế mà bên tay trái mà chị Hà chỗ tài công lái đó có bài ghế đúng không? Dạ. Yeah. Cái ống mà cái ống inox á 34 á bị móp bên đó đó, là lúc đó có thể là chị Hà đang lái á bị sự quay ra rồi á, quay ra ngoài lái á là bị anh chồng khống chế đó. Bị anh chồng khống chế thành ra đập móp thì chị Hà né được rồi, lần sau là sợ cũng như là lúc mà chị Hà kêu làm mấy cái cam kết á rồi thành ra muốn là không có che giấu nó luôn, cho nên là anh nhìn kỹ cái mấy cái clip trước đó là bị móp cái ống tiếp bên cái xà lan mà mấy người ta trái cái chỗ mà tài công ngồi đó. Yeah. Là chết trên xà lan chứ không phải chết dưới nước đâu. Nếu chết dưới nước đó là phải uống nước nè, rồi lên phải học máu nè. Đó là em vớt cái dưới nước lên là em biết là lúc đó là vớt lên là máu ọc trào liền, nước trào liền, tại nó uống nhiều bụng quá, uống trong nước trong bụng nhiều quá ọc ra liền. Tại em có vớt rồi em biết mà. Em bảo đảm chị Hà là chết trên xà lan rồi, xong rồi mới là mới thủng tiêu chị Hà thôi. Chứ không bao giờ chị Hà mà chết dưới nước. Tại mấy bữa nay cộng đồng mạng thấy lên rồi em tức quá đó anh. Nói chung là sợ cái sự cố không biết lý do làm sao. Chứ đúng ra em nói thiệt với anh ha. Cái bữa đầu tiên đó, lúc chị Hà mắc á, 12 ngày là chưa có đủ cái bằng chứng, nhưng mà khi mà chị Hà nổi lên rồi á, giữ luôn điện thoại của ông Tấn, giữ luôn cái hiện trường cái xà lan không cho đi đâu, rồi là bảo đảm anh nó lòi ra liền à. Giữ cái điện thoại đặng mà cho mà cái manh mối đó là nó điện tới lui là sẽ giữ anh ấy biết vô bắt cá gà nè, bút bút bài nè.
giữ điện thoại coi ai điện hay là có số đề nè, để coi ai mất mối này kia nọ, phải không? Dạ. Hôm nay sao bỏ quên qua luôn rồi, đúng ra đây bây giờ bắt số đề nè. Bây giờ giữ cái điện thoại là ai đi để nhiêu là nó phải giữ để đó để cho công an người ta đi lấy ăn cắp liền, phải không? Hôm nay sao bỏ qua luôn rồi. Đây 50 ngày rồi mà sao bỏ cái gì nào không có nói năng gì tới chân. À, anh ơi, à, theo anh nghĩ cái chiếc xà lan nó cỡ 1000 tấn như khi nào nó có gắn camera không? Bảo đảm với anh có gắn camera, nhưng mà camera lúc nào vẫn có để sợ chống chậm. Nhưng mà người ta đã tính trước rồi, thành ra camera đó là không còn. Em bảo đảm với anh có camera hết, tại vì á khi tài sản của người ta có là người ta sẽ gắn cái đỡ chống chậm. Bây giờ cái gì trong nhà người ta không có tài sản, người ta vẫn có gắn cái chống chậm, đúng không? Gắn camera để chống chậm. Yeah. Nhưng mà bảo đảm anh có hết. Nếu xà lan của chị Hà vẫn có, nhưng mà có một cái là bị phi tan rồi. Yeah. Bảo đảm anh camera là với xà lan bây giờ là nếu mà cái xà lan gì là phải có gắn camera hết. Đặng mà khi mình đi đây đó là để mình kiểm soát mà. Vậy là nếu là cái điện thoại là có vật chứng camera ghi lại. Đúng rồi anh, nhưng mà cái đó là bị phi lan rồi. Chứ không bảo đảm anh, nhưng mà anh nghĩ đi. Cái cách sắt á, là cái cách sắt hồi trước em bưng xuống dưới mà để tiếp anh em nè. Không bao giờ hai người khiêng nổi đâu. Dạ. Không bao giờ khiêng nổi. Không bao giờ khiêng nổi cái cách sắt. Từ 4 người trở lên mới khiêng nổi cái cách sắt. Nhỏ nhất đó nha. Từ 4 người mới khiêng nổi. Anh nghĩ gì là sao, nói rõ giùm em chút đi. Không, ý em nói, anh nói cái lúc mà tại sao chị Hà mà té á, mà cái két sắt á là bị mở ra đó, không bao giờ cái két sắt đó mà tự nhiên mà tại vì vấn đề là ông này chắc có lẽ là nhiều cái sự là chơi bài đó, là mấy là tính kêu chị Hà đưa tiền nhiều mà chị Hà không chịu đưa đó, là mấy thứ nhất chị Hà ổng lái xà lan ra ngoài đậu ở ngoài giữa sông, mà chị Hà lên cái bà công lái gì chở, lúc nào tài phụ cũng chị Hà cũng phải biết rồi, cho nên là cặp mà chị Hà né cái là chỗ cái bên mé tay trái là chỗ cái ống tiếp mà 34 mà inox có cái ghế ngồi giữa là mớp đó, là chắc chị Hà né được cái trước. Yeah. Né được cái trước đó là thoát á, rồi cái sau á là sợ là cố tình đó là để chị Hà cho đi luôn để coi về đó, mới làm ba cái biên cái cam kết đây mà có gì chị Hà về báo nữa là chết nữa, thà giết luôn. Giả thiết của anh cũng hợp lý. Không hả? Mấy bữa nay là thiệt bức xúc lắm anh. Ê, không phải là dòng họ, không phải gì, nhưng mà cái bức xúc. Mong góp ý cho anh em chỗ anh xin anh em mình trong cái cộng đồng mạng á. Chứ hẹn anh á, nếu mà khôn chút xíu nữa tôi bảo đảm với anh luôn, chị Hà còn lên tiếng lắm chứ, đúng rồi ha. Cái láp đó nha, nó dài khoảng 2m4. Tại em làm ghe là cái láp đó khoảng 2m4 mà láp 90 inox là để cho chạy nước mặn không xét. Bó mà cái võng mà bó xui cho chị Hà gan cái đoạn mới tét á, tôi bảo đảm với anh không bao giờ xuống dưới sông rồi ha, là chừng 7 ngày là cá nó lấp luôn rồi. Mà này á, lăn cái cây láp xuống rồi chằn rồi mới đầu ấy bó chị Hà cho lôi từ từ xuống á, cho nên nó vẫn đâu có nổi, phải lăn. Cho nên là từ cái chỗ là chị Hà phải lơ lửng á, là mới móc mới nổi cát chị Hà lên thôi. Chứ nếu mà bó gì đoạn mới tét, tôi bảo đảm anh là cá nó lấp lên hết rồi. Thì 7 ngày là cá lắm hết rồi.